Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 91. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt, phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì người chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người lên nơi cao bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Chương 6. Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ? Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời này. Vậy, khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời này, sao lấy những kẻ không kể ra chi trong hội thánh làm người xét đoán? Tôi nói thế làm cho anh em hổ thẹn. Ấy vậy, trong vòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao? Nhưng anh em kiện anh em lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin. Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn? Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em gian lận, lại làm thể ý cho người anh em nữa. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình. Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia, anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế. Nhưng nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bằng là vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ
mà làm thành chi thể của điếm đỉ chăng? Đức Chúa Trời nào ngỡ vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tính thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chương 7. Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em. Tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻ quỷ Satan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng? Ấy đó là sự tôi thuận cho phép, chứ chẳng phải sự tôi truyền biểu. Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi. Song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời. Người này thể này, kẻ kia thể khác. Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả và kẻ quá bụa rằng, ở được như tôi thì hơn. Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả. Vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình un đốt. Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng. Ví bằng đã phân rẽ nhau thì nên ở vậy, đừng lấy chồng khác, hay là phải lại hòa thuận với chồng mình. Còn chồng cũng không nên để vợ. Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa song là chính tôi bảo họ rằng, nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì không nên để bỏ. Lại, nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa, nhưng vợ mình được nên thánh. Vợ không tin Chúa, nhưng chồng mình tin Chúa được nên thánh. Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ thì cho phân rẽ. Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình. Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình. Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy, đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Có người nào đã chịu phép cắt bì rồi được gọi chăng? Nên cứ giữ cắt bì vậy. Có người nào chưa chịu cắt bì mà được gọi chăng? Thì chớ chịu phép cắt bì. Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì. Sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy. Ngươi đừng làm tôi mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo. Song nếu ngươi có thể được tự do thì hãy nhân dịp đó là hơn. Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha. Cũng một lẽ ấy, ai đứng tự do mà được gọi thì làm tôi mọi của đấng Christ. Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi. Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền, song nhờ ơn thương xót của Chúa
tôi được làm người đáng tin nên tôi ban lời khuyên bảo. Vậy, tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã bị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ thì chẳng phạm tội gì, và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. Hỏi anh em, vậy thì tôi bảo này, thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có, kẻ đương khóc nên như kẻ không khóc, kẻ đương vui nên như kẻ chẳng vui, kẻ đương mua nên như kẻ chẳng được của gì, và kẻ dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng vậy, vì hình trạng thế gian này qua đi. Vả, tôi muốn anh em được thong thả, chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Những ai có chồng thì chăm lo các việc đời này, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chứ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa. Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì và phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì. Trong cơn đó, người con gái nên lấy chồng. Song có ai được tự chủ về việc mình làm, không bị sự gì bắt buộc, mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ con gái mình đồng trinh, thì nấy làm phải lẽ mà cứ theo như mình đã quyết chí. Thế thì kẻ gả con gái mình làm phải lẽ, song kẻ không gả còn làm phải lẽ hơn nữa. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. Nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy thì có phước hơn. Vả, tôi tưởng tôi cũng có thánh linh của Đức Chúa Trời. Chương 17. Trong núi Ê-phra-im có một người nam tên là Mi-ca. Người nói cùng mẹ mình rằng, 1100 miếng bạc người ta ăn cắp của mẹ, mà mẹ đã rủa xả trước mặt con và buông những lời trù ẻo chính tai con đã nghe. Này, bạc đó hiện ở trong tay con, ấy là con đã lấy. Mẹ người đáp rằng, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Mi-ca trả lại cho mẹ mình 1100 miếng bạc ấy. Mẹ bèn nói cùng người rằng, tôi biệt bạc này riêng ra cho Đức Giê-hô-va để làm cho con trai tôi một cái tượng chạm luôn với hai cái chân bằng gan. Vậy mẹ trả bạc lại cho con bây giờ. Xong Mi-ca lại trả bạc cho mẹ mình. Mẹ bèn lấy 200 miếng trao cho thợ đúc làm một tượng chạm luôn với cái chân bằng gan để trong nhà Mi-ca. Như vậy nhà Mi-ca trở nên một cái đền thờ thần. Người cũng làm một cái ê-phót và những thê-ra-phim, rồi lập một con trai mình làm thầy tế lễ. Trong lúc đó không có vua nơi Israel, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải. Bây giờ ở Bethlehem tại xứ Juda, về nhà Juda, có một gã trai trẻ là người Lê-vi kiều ngụ trong thành ấy. Người đó bỏ thành Bethlehem tại xứ Juda, đặng đi kiếm nơi nào kiều ngụ được. Đang đi đường, người tới núi Ê-phra-im qua nhà Mi-ca. Mi-ca hỏi rằng, ngươi ở đâu đến? Người Lê-vi đáp, tôi ở Bethlehem trong xứ Giu-đa đến, toan đi tới nơi nào tôi kiều ngụ được. Mi-ca nói, hãy ở đây với ta, làm cha và thầy tế lễ cho ta. Ta sẽ cấp cho ngươi mỗi năm 10 miếng bạc, một bộ áo sống và những vật cần nuôi mình. Người Lê-vi bèn vào, bằng lòng ở cùng Mi-ca, và Mi-ca coi người trẻ ấy như một con trai của mình. Mi-ca lập người Lê-vi làm thầy tế lễ cho mình, và người ở trong nhà Mi-ca. Mi-ca nói, bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ làm ơn cho ta, bởi vì ta có người Lê-vi này làm thầy tế lễ.
chương 18. Đang lúc đó chẳng có vua nơi Israel. Chính hồi ấy, chi phái Đan đi tìm một địa phận đặng lập nghiệp, vì từ trước đến giờ, trong các chi phái Israel, chi phái này chưa nhận được sản nghiệp nào hết. Vậy, người Đan chọn trong chi phái mình 5 người mạnh dạn, sai từ Sorea và Etaon đi khắp nơi do thám sứ và dặn họ rằng: hãy đi do thám sứ. Chúng sang qua núi Ephraim đến nhà Mica và ngủ đêm tại đó. Chúng đang ở gần bên nhà Mica thì nghe tiếng của gã trẻ tuổi là người Lê-vi, bèn lại gần mà hỏi rằng: ai dẫn ngươi đến đây? Ngươi ở đây làm chi? Và ở chỗ này có gì? Người đáp: Mica có đãi tôi thế này, cấp cho tôi lương tiền, dùng tôi làm thầy tế lễ cho người. Chúng tiếp: thế thì hãy hỏi ý Đức Chúa Trời, để chúng ta biết con đường chúng ta đi đây sẽ có may mắn chăng? Thầy tế lễ đáp: hãy đi bình an, Đức Giê-hô-va đói đến con đường của các ngươi đi. Vậy, 5 người ấy lên đường, đến La-ít, thấy dân sự tại đó có thói tục dân Si-đôn ở an ổn, bình tịnh và vững chắc. Trong kẻ quản hạt xứ đó, chẳng có ai làm cho chúng bị hại chút đỉnh nào hết. Chúng vốn cách xa dân Si-đôn, chẳng có việc chi với ai cả. Kế ấy, 5 người trở về cùng các anh em mình tại Sorea và Etaon, thì anh em hỏi chúng rằng: các anh đã làm gì? 5 người đáp: hè, hãy đi lên đánh chúng nó, vì chúng tôi có thấy xứ ấy thật lấy làm tốt nhất. Ủa kìa, anh em ở đó chẳng làm chi sao? Chớ nên biếng nhác mà đi lên đến chiếm lấy xứ ấy làm sản nghiệp. Khi anh em vào xứ đó, sẽ đến cùng một dân ở an ổn. Xứ ấy thật rất rộng, và Đức Chúa Trời đã phó nó vào tay anh em. Quả thật một nơi chẳng thiếu vật chi đất sinh sản. Vậy 600 người về dòng Đan cầm binh khí đi từ Sorea và Etaon lên đóng trại tại Kiriath Yearim trong đất Giuđa, nên chỗ đó hãy còn gọi là trại quân Đan cho đến ngày nay. Nó ở phía sau Kiriath Yearim. Từ đó chúng đi sang núi Ephraim và đến nhà Mica. Bây giờ 5 người đã đi do thám sứ La-ít, cất tiếng nói cùng anh em mình rằng: trong nhà này có một cái ephod, những teraphim và một tượng chạm với chân bằng gan, anh em có biết chăng? Vậy, bây giờ hãy xem điều anh em phải làm. Chúng bèn lại gần vào nhà người Lê-vi trẻ tuổi, tức là vào nhà của Mica, và chào người. 600 người về dòng Đan cầm binh khí giữ ở ngoài cửa. Nhưng 5 người đã đi do thám sứ đi lên vào nhà và cướp lấy tượng chạm, chân bằng gan, ephod và những teraphim, đang khi thầy tế lễ đứng tại cửa cùng 600 người cầm binh khí. 5 người đó vào nhà cướp lấy các vật ấy rồi. Thầy tế lễ bèn hỏi chúng nó rằng: các ngươi làm chi vậy? Chúng đáp rằng: hãy nín đi, lấy tay bụm miệng lại và đến cùng chúng ta làm cha và thầy tế lễ cho chúng ta. Ngươi làm thầy tế lễ cho một nhà hay làm thầy tế lễ cho một chi phái, một họ hàng trong Israel, điều nào là khá hơn? Thầy tế lễ mừng lòng lấy ephod, những teraphim và tượng chạm, rồi nhập với bọn ấy. Chúng bèn xây lại lên đường, để cho con trẻ, súc vật và đồ hành lý đi trước. Chúng đã đi xa khỏi nhà Mica rồi. Có những kẻ ở gần nhà Mica nhóm lại đuổi theo người Đan, vì chúng kêu la sau họ. Người Đan xây lại mà nói cùng Mica rằng: ngươi có điều chi? Vì sao ngươi có nhóm lại những kẻ đó? Mica đáp: các ngươi đã cướp lấy các thần ta đã làm nên và luôn thầy tế lễ mà đi, còn chi lại cho ta? Sao các ngươi còn hỏi rằng ta có điều chi? Người Đan đáp cùng Mica rằng: chớ cho ta nghe tiếng ngươi nữa, e có người nổi giận xông hãm các ngươi, làm cho ngươi và nhà ngươi đều bị mất sự sống chăng? Bây giờ người Đan cứ đi đường, còn Mica thấy chúng mạnh hơn mình, bèn trở về nhà mình. Ấy vậy, sau khi đã cướp lấy vật của Mica đã chế ra và thầy tế lễ mà người đã có trong nhà mình, thì chúng xông vào dân La-ít
là một dân ở bình tịnh vững chắc, lấy gươm giết dân đó rồi châm lửa đốt thành đi. Chúng giữ tượng chạm của Mica làm nên trọn trong lúc đền Đức Chúa Trời ở tại Silo. Chương 19. Nhằm lúc không có vua trong Israel, có một người Lê-vi đến kiều ngụ nơi góc xa hơn hết của núi Ephraim, lấy một người vợ bé ở Bethlehem, thành xứ Juda. Vợ bé người hành dâm, bỏ người đi về nhà cha mình tại Bethlehem trong xứ Juda và ở đó 4 tháng. Chồng nàng trỗi dậy đi theo nàng, muốn lấy lời ngọt cảm lòng nàng, đặng dẫn nàng về nhà mình. Người có đem theo một đầy tớ và 2 con lừa. Nàng mời người vào nhà cha mình. Cha nàng thấy người đến, ra đón rước cách vui mừng. Ông gia người là cha của người đàn bà trẻ cầm người lại, và người ở nhà ông gia trong 3 ngày, cùng ăn uống và ngủ đêm tại đó. Ngày thứ 4, họ dậy sớm, và khi người Lê-vi sửa soạn ra đi, cha của người đàn bà trẻ bèn nói cùng rể mình rằng: "Hãy dùng một miếng bánh đặng đỡ lòng con, rồi sau các ngươi sẽ đi." Vậy, vợ chồng ngồi, ăn uống cùng nhau. Cha của người đàn bà trẻ nói cùng người chồng rằng: "Con hãy định ở lại đêm nay nữa cho lòng con vui mừng." Người Lê-vi dậy sớm đặng đi, nhưng ông gia nài ép quá đến đổi người trở lại và ở đêm đó nữa. Ngày thứ 5, người dậy sớm đặng ra đi, thì cha của người đàn bà trẻ nói cùng người rằng: "Xin con hãy dùng bữa, nán ở lại cho đến xế chiều." Rồi vợ chồng ngồi lại ăn. Đoạn, người Lê-vi đứng dậy đặng đi cùng vợ bé và tôi tớ mình. Nhưng ông gia là cha của người đàn bà trẻ nói rằng: "Này, ngày đã xế, chiều hầu gần. Cha xin hai con hãy ở đêm tại đây. Ngày đã xế, hãy ở đêm lại đây cho lòng con vui mừng. Ngày mai, hai con sẽ thức dậy sớm đặng lên đường và trở về nhà con." Nhưng người chồng không muốn ở đêm, bèn đứng dậy và đi. Người đến tại trước Giê-bu, tức là Jerusalem, với 2 con lừa thắng, cũng có vợ bé theo người. Khi hai người đến gần Giê-bu, ngày đã xế nhiều rồi. Kẻ tôi tớ thưa cùng chủ rằng: "Hè, chúng ta hãy xây qua, đặng vào trong thành dân Giê-bu này và ngủ đêm tại đó." Chủ đáp rằng: "Chúng ta không vào trong một thành kẻ ngoại bang, là nơi chẳng có người Israel. Chúng ta sẽ đi đến Gibea." Người lại nói cùng kẻ đầy tớ rằng: "Hè, ta hãy ráng đi đến một nơi nào ở đằng trước, hoặc Gibea hay là Rama, đặng ngủ đêm tại đó." Vậy chúng cứ đi đường. Khi đến gần Gibea là thành thuộc về Benjamin thì mặt trời lặn rồi. Chúng bèn quẹo vào thành Gibea đặng ngủ đêm tại đó. Vậy chúng đi vào, ngồi tại ngoài phố chợ của thành vì không ai tiếp vào nhà mình đặng cho ở ban đêm. Vả có một người già làm việc ở ngoài đồng buổi chiều trở về. Người ấy vốn quê ở núi Ephraim, đang kiều ngụ tại Gibea, song dân cư thành này là người Benjamin. Người già ngước mắt lên, thấy kẻ hành khách này ngồi trên phố chợ của thành, bèn hỏi rằng: "Ngươi ở đâu đến và đi đâu?" Người hành khách đáp rằng: "Chúng tôi đến từ Bethlehem ở xứ Juda, đang đi về nơi góc xa của núi Ephraim là nơi sinh tôi ra. Tôi đã đi đến Bethlehem ở xứ Juda, và nay tôi đến nhà của Đức Giê-hô-va, nhưng chẳng có ai tiếp tôi vào nhà mình. Vả lại, chúng tôi có rơm và cỏ cho lừa chúng tôi, rượu và bánh cho tôi, cho con đòi và cho người trai trẻ đi theo kẻ tôi tớ ông, chẳng thiếu gì cho chúng tôi cả." Người già nói: "Bình an cho ngươi. Ta lãnh lo liệu mọi điều ngươi có cần dùng. Ngươi sẽ chẳng ngủ đêm tại phố chợ đâu." Người già bèn mời người vào nhà và cho lừa ăn. Các hành khách rửa chân rồi ăn và uống. Khi chúng đang ăn vui vẻ, có những người trong thành là kẻ gian tà vây nhà giọng cửa và nói cùng ông già là chủ nhà rằng: "Hãy đem người đã vào nhà ngươi đó ra cho chúng ta biết hắn." Chủ nhà ra đến cùng chúng mà rằng: "Hỡi anh em, đừng,
xin chớ làm điều ác, vì người này đã vào nhà tôi, chớ phạm sự sỉ nhục này. Kìa, con gái ta còn đồng trinh và vợ bé người kia. Ta sẽ dẫn chúng nó ra ngoài cho anh em sẽ lăng nhục họ, đãi họ tùy ý thích anh em. Nhưng với người này, chớ phạm điều sỉ nhục giường ấy. Song những kẻ đó không khứng nghe người. Người khách bèn bắt vợ bé mình dẫn ra ngoài cho chúng. Chúng biết nàng, lăng nhục nàng trọn đêm cho đến sáng, rồi đuổi nàng về khi rừng đông. Gần sáng, người đàn bà đến ngã tại cửa nhà chồng nàng trọ và nằm tại đó cho đến sáng ngày. Sáng đến, chồng nàng trỗi dậy, mở cửa nhà ra, đặng lên đường mình. Kìa, thấy vợ bé mình nằm sải trước cửa nhà, hai tay ở trên ngạch. Người nói cùng nàng rằng, hãy đứng dậy, chúng ta hãy đi. Song nàng chẳng trả lời. Người bèn để nàng trên lừa mình, lên đường và trở về nhà. Đến nhà rồi, người lấy một con dao, nắm vợ bé mình, chặt từng tay từng chân ra 12 đoạn, gửi đi khắp địa phận Israel. Hết thảy ai thấy sự đó đều nói rằng, từ khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay, người ta chưa hề làm hoặc thấy việc như vậy. Khá nghĩ đến điều đó, bàn luận nhau và giảng ý ra. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.